Xin chào mọi người, video này mình nói tiếng Việt là tại vì video này như là một sneak peek cho một cuộc phỏng vấn với một chương trình Actual Podcast dành cho cộng đồng người Việt Nam mà mình sẽ là một khách mời cho season 2 của chương trình vào cuối tuần này. Nhưng mà mình nghĩ là một số câu hỏi và một số cái chia sẻ của mình cũng có thể là sẽ giúp ích được cho các bạn du học sinh đang ở Canada hoặc dành cho các bạn du học sinh về mọi nước có ý định qua Canada làm việc hoặc là học tập liên quan tới ngành actuary. Vậy nên mình muốn trích dẫn ba câu hỏi mà mình cảm thấy là sẽ có hứng thú với cả cộng đồng xem kênh của mình. Chị Vi ơi, vậy cơ hội việc làm cho actuary ở Canada như thế nào? Có open cho những actuary người nước ngoài như người Việt mình không? Nghĩ là cơ hội làm việc thì khá công bằng, không có sự khác biệt giữa người bản xứ hay nước ngoài. Nhưng điều quan trọng là khả năng và kinh nghiệm của bạn như thế nào. Nếu bạn có kỹ năng và kiến thức chuyên môn nhưng mà bạn không có chuẩn bị resume tốt, bạn còn có khả năng giao tiếp, tiếng Anh của bạn cũng không có giỏi thì bạn cũng sẽ khó tìm được việc thôi. Mình vẫn nghĩ là cơ hội công bằng dành cho những người có khả năng như nhau. Nhưng nếu bạn là du học sinh hay người nước ngoài thì bạn có phải bỏ ra nhiều sức lực hơn để hòa nhập, giao tiếp và hoạt động. Vậy đối với những người mà không tốt nghiệp actuary ở Canada thì sao? Học ở Việt Nam xong mà apply ở Canada thì cơ hội công việc của mình có nhiều không? Đối với công việc entry level thì tính cạnh tranh là khá cao, kể cả là bạn học ở Canada hay học ở các nước khác. Để theo đuổi được ngành actuary thì đậu các chứng chỉ là một điều rất quan trọng lúc bắt đầu theo đuổi nghề. Và những chứng chỉ này là cấp bậc quốc tế khi bạn thi với Society of Actuaries hoặc là Casualty Actuarial Society. Vậy nên đối với mình, học ở đâu thì cũng không quan trọng một khi bạn đã có một vài chứng chỉ. Nhưng mà điều kế tiếp thì là kinh nghiệm làm việc, vì điều này có thể chứng minh khả năng của bạn như thế nào. Thì bên Canada nhiều trường đại học có chương trình thực tập và nhiều người giống mình kiếm được việc làm chính thức sau khi làm thực tập ở một công ty nào đó rồi. Thì nếu bạn học ở Việt Nam hoặc là một số nước không có kinh nghiệm thực tập ở các tập đoàn thì sẽ khó kiếm việc hơn. Nói chung như mình trả lời câu hỏi trước thì mình vẫn nghĩ cơ hội công việc là như nhau, dành cho những người có khả năng và kinh nghiệm như nhau. Còn đối với công việc dành cho những người có kinh nghiệm và có bằng tiêu chuẩn thì mình nghĩ kiếm việc sẽ dễ hơn. Tại vì một khi bạn đã có chứng nhận với các hiệp hội quốc tế như SOA hoặc là CAS hoặc là IFOA thì mình nghĩ mọi nơi đều chấp nhận. Cộng thêm, theo mình biết thì làm nghề này đa số là phải giao tiếp bằng tiếng Anh ở Việt Nam, vậy nên nó cũng sẽ không khác biệt lắm. Có điều là bạn có ok với chức vụ mình tìm được ở bên Canada hay không. Tại bên Việt Nam có ít người qualify hơn nên chức vụ có thể cao hơn, nhưng bên này đã có rất nhiều qualified actuaries rồi. Tính cạnh tranh cho các chức vụ cao sẽ khó hơn nhiều, và một người làm việc ở Canada lâu sẽ có kinh nghiệm thích hợp hơn là nếu bạn từ một nước khác qua bên này. Và để kết thúc chiếc podcast ngày hôm nay thì chị Vi có muốn nói gì với các bạn sinh viên actuary đang đứng giữa những sự lựa chọn nghề nghiệp hay là những bạn trẻ đang muốn lựa chọn học và làm việc tại Canada? Với nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp, các bạn đầu tiên hãy tìm hiểu về bản thân mình trước, xem xét là mình thích gì, mình giỏi về cái gì, rồi sau đó xem thêm những nghề mà mình có hứng thú và có đạt được mục tiêu mà bạn mong muốn hay không, từ khả năng thăng tiến cho đến lương bổng và ý nghĩa của nghề. Càng có nhiều kiến thức và thông tin thì bạn sẽ lựa chọn một cách sáng suốt hơn. Nếu vẫn băn khoăn thì hãy thử đi làm xem mình có thích hay không. Và càng có nhiều trải nghiệm thì bạn càng hiểu được bản thân mình hơn. Và không bao giờ là quá già để các bạn có thể tìm được một công việc phù hợp với mình mà mình yêu thích cả. Thì mình đã làm một cái video về cái này ở trên kênh, về 7 mẹo để giúp lựa chọn nghề nghiệp. Các bạn có thể xem thêm chi tiết. Đối với các bạn đã quyết định theo nghề actuary thì hãy luôn kiên định. Vừa học vừa làm không dễ, và bắt đầu khởi nghiệp có thể sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng một khi bạn đã đủ tiêu chuẩn và có kinh nghiệm thì nghề này sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho bạn.
các bạn trẻ cũng không nên chỉ lo học thi chứng chỉ mà cũng nên luyện tập thêm kỹ năng mềm, vì những điều này sẽ càng quan trọng hơn một khi bạn làm vào sâu hơn và bạn muốn lên làm leadership của công ty. Đối với các bạn có hứng thú du học thì hiện giờ có rất nhiều trường có chương trình online như là trường Waterloo và có cả cơ hội thực tập nữa, nên bạn hãy suy nghĩ tại sao mình lại muốn đi du học nước ngoài. Học tập và làm việc ở nước ngoài không phải là màu hồng nhưng mà nó có thể là một trải nghiệm đặc biệt. Một khi bạn đã đến một nước khác thì bạn hãy càng năng động và cố hòa nhập vào cuộc sống và văn hóa để làm giàu thêm kinh nghiệm của bản thân. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình và chia sẻ ngày hôm nay, và mình chúc mọi người học giỏi, làm tốt và sống vui. Và có gì thì đừng quên ủng hộ kênh mình ở V Life Journal nhé. Tạm biệt mọi người.